Chào các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức con gái Thúy Nga thích thú cùng mẹ tham quan sở thú. Con gái Thúy Nga vui vẻ khi được mẹ cho đi tham quan sở thú. Hai mẹ con Thúy Nga đã có những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Mặc dù là mẹ đơn thân, nhưng Thúy Nga luôn cố gắng dành nhiều tình cảm cho con để bù đắp công việc, không có bố ở bên cạnh. Vì vậy, khi có thời gian rảnh rỗi, diễn viên hài lại đưa con gái đi chơi. Mới đây, con gái Thúy Nga được mẹ đưa đi chơi ở sở thú. Thúy Nga và con mặc đồ tông xẹt tông. Vẻ đáng yêu của con gái Thúy Nga khiến fan thích thú. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.